Phú làm gì cơm trễ vậy Phú? Trời ơi, con tặng mấy ông nội con kia kìa. Dạy anh ăn cơm với cưng thôi Phú, khỏi vậy. Chứ còn gì đâu anh, cho mấy thanh niên nghe anh thấy lời. Thì bắt cá có không? Có chứ sao Phú. Nhiều không? Nhiều. Có mang qua chăm con nào không? Anh không nói gì chưa, chiên hết rồi. Anh biết lắm mà. Kệ thôi nữa. Không có ai cho gì anh cái nước tương nữa. Đấy có cầm xịn nước tương dùm không Phú? Không đâu mà anh hết luôn rồi nè. Mình mới dọn. Gọi mấy kia ra gọi anh Phú. Nó hơi còn bệnh á. Làm gì bệnh? Đã học bài. Căng đi. Bây giờ thi kiểm tra thi cử tùm lum tùm la, nói chung là điểm thấp quá. Bị cô giáo thầy cô mất vốn quá trời nên anh mất phải học bài. Vậy chứ còn ảnh quá. Con làm gì? Coi mấy nó sao Phú. Qua nhưng mà đừng làm phiền nó nha, để nó học bài nha. Ok Phú. Tụi bay làm gì học bài khi thế vậy? Ủa đã ăn nhả đâu? Nhìn bánh trái kìa. Trời ơi, Phú kêu mày học rồi mày ngủ mày. Dậy mày. Ui, dậy. Đừng kêu nó, đừng kêu nó. Dậy. Kêu nó dẹp bài lại. Mày đừng có kêu nó. Lấy anh Phú qua xử nó à. Đi vào. Cái gì mày? Tao có cách nè. Tao mày giữ nó lên. Ok, đi. Cô nó hỏi ai là nhỏ bụi tre bên đường để đánh đuổi giặc. Tự nhiên nó nói hai bà chân luôn mày. Ủa Nhã, sao mày học môn công dân Nhã? Anh đang hỏi mày nhớ, sao mày học môn công dân nhớ? Trời ơi, nó ngủ mà mày kiểu gì? Để tao trả lời cho mày biết luôn nè. Hồi đó biết sao? Tại vì nó chạy xe, nó vượt đèn đỏ không à. Còn đèn xanh cái nó đậu lại. Cái người ta chạy hết rồi, có một mình nó đậu lại. Thôi mấy bay bớt giùm tao cái đi. Em tôi ngủ chút coi. Trời ơi, tụi bay ra học không ăn cơm nước gì luôn hả? Trời ơi, tao ăn rồi. Thôi, mày ăn chưa? Trời ơi, tao ăn cơm với đồ gà rồi nữa. Wow. Mày ăn cơm gì nhá? Hả, tao ăn cơm xuồng rồi mày ơi. Trời, tụi bay ăn cơm ngon vậy, anh Phú ăn cơm với nước tương của anh kìa. Trời, mày không biết gì hết trơn á. Muốn ăn cơm với nước tương là đúng rồi. Hả? Sao đúng mày? Nghĩ lại tức à. Cái gì vậy mày? Mới đùa tao. Mày nghĩ vậy quà. Không nhìn sáng giờ mới kêu mấy tao học bài à. Vậy anh muốn tốt cho tụi bay, kêu tụi bay học đó. Để thi tao giỏi vô. Nghĩ buồn với bạn. Học đầu quên đuôi mà anh cứ bắt học hoài. Cũng tại cái bản mặt của mày á ghẻ. Hai lần được rồi. Cái mày chưa được, anh Phú bắt hai thằng ra học luôn à. Ủa sao kỳ vậy, không hiểu mày. Thì anh Phú ra điều kiện ngủ ba đứa rồi anh Phú mới cho nghỉ. Sáng giờ anh gặp Ngọc với anh Đặng chắc bốn lần rồi nè. Cứ đường Đặng ra mất ghẻ. Con đường nghĩa em mất Đặng. Lộn cái tao phải dính theo hai thằng bay luôn à. À, tao hiểu lý do sao anh Phú không cho tụi bay quay phim rồi. Lý do này phải không? Học không thuộc bài. Đúng rồi. Xin đi quay cái ảnh nói học thuộc đi cho đi quay. Vậy là bữa giờ không đi quay được là do hai thanh niên này nè các bạn. Học không thuộc bài anh Phú cứ trả bài là không thuộc à. Anh Phú phải bắt học thuộc rồi anh Phú mới cho đi quay nha các bạn. Với lại sắp giờ giữa học kỳ 2 rồi. Phú bắt mấy anh em học dữ lắm nha các bạn. Ê, Phú qua rồi mày. Ê, mất vụ luôn đó. Anh có ai kìa. Nó quay rồi, nãy anh ngủ không? Bà không kêu hoài.
Học bài xong chưa? Chưa đúng rồi. Thầy kéo cái đẳng cấp được chưa? Chưa đúng rồi. Mấy chữ rồi anh Phú ơi. Mấy chữ của nó là mấy trăm chữ. Một cái chữ gì ta? Tôi nên đọc sao? Tôi tôi mà nó viết là tờ ôi ôi tội tôi hỏi tuổi tôi là tôi hả? Đúng rồi. Trời rất gì vậy? Thôi chạy ra em về em ra chính đại giùm anh thôi nhả nháo với hòa thượng hai em về ngủ đi anh đang kể nè về ra chính đại đẳng cấp ngồi nhà đi. Mình nói cho nghe đi về rồi ha. Anh tôi no rồi em. Đây nha em. Hả? Đẳng cấp về học kỹ đa số lại. Nghĩ làm sao? Nghĩ làm sao mà giải đa số lý hình học ra phương pháp của mình học áp dụng vô giải. Để chờ bạn đi chúng ta không nghe số. Thôi, hai thằng đi về đi ngủ nghỉ ngơi. Mai qua học bài tiếp nha. Chờ. Thì đó các bạn, bây giờ mấy em mình hôm ra video là nguyên nhân đó. Đó chính là mấy em học bài kiểm tra thi cử điểm hơi thấp, cho nên buộc mình phải bỏ ra thời gian để dò bài cho các em. Đồng thời kỳ thi cũng sắp tới rồi, cho nên mấy em mình cũng để dành riêng thời gian để mấy em học. Thì đây cũng là cái video đầu tiên trong cái kênh mới của anh Ba Phải Vlog. Mong là các bạn hãy ủng hộ mấy em mình. Mục đích mấy em mình thành lập kênh này là để đăng những thông báo quan trọng gửi đến tất cả các fan. Còn riêng kênh Anh Ba Phải TV, mấy em mình sẽ đăng những video chính mang tính chất giải trí, thư giãn và giúp cho người xem có những trải nghiệm là rồi xả stress sau những ngày làm việc mệt mỏi cũng như các bạn học sinh sau những ngày học tập quá căng thẳng đó. Thì hôm nay mình đã giải đáp những thắc mắc của các bạn rất là nhiều nha. Có rất nhiều bạn nhắn tin hỏi tại sao anh Phú 7 ngày nay không ra video. Nguyên nhân thì các bạn cũng đã nắm rồi đó. Mong là các bạn hãy nhấn like cho mấy em mình một đăng ký để ủng hộ kênh Anh Ba Phải Vlog, đồng thời chia sẻ video này để cho một số bạn fan cũng như những quý vị khán giả đang xem kênh Anh Ba Phải TV nắm được thông tin là lý do mấy em mình không ra video. Còn chuyện mấy em mình sau khi đã hoàn tất kiểm tra thi cử này đâu, mấy em mình sẽ ra video đều và thường xuyên hơn cho các bạn xem. Nhưng thực chất mấy em mình không bỏ các bạn đâu, đơn giản là vì dành riêng thời gian cho mấy em học. Mong là các bạn hiểu và thông cảm cho mấy em mình. Cỡ nào cỡ thì mình cũng sẽ ra video cho các bạn xem thôi. Dù team còn có 1, 2 người hoặc 3 người đi chăng nữa thì mấy anh em mình cũng sẽ tạo ra những video sinh động, hài hước và mang tính giải trí cao cho mọi người cùng xem. Thôi, mình cũng xin kết thúc video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.